biết hỏi Giản Di không anh? Tế Liên thì ở ngoài đời thì Tế Liên không biết em Thảo Giản Di, nhưng là qua trang mạng thì Tế Liên biết em Thảo Giản Di. Em Thảo Giản Di cũng ok, chất, bộ đội minh sáng, sống tình cảm, cũng mang cũng giúp đời, giúp người được nhiều. Tế Liên mang tiếng như vậy chưa làm được gì cho cuộc đời, cho cái xã hội này. Như là Thảo Giản Di em ấy cũng đã biết đó, lá lành đùm lá rách đó, chia sẻ cho những các em vùng sâu vùng xa với những gia đình hoàn cảnh leo đơn đó. Đúng không mọi người? Có những người giàu gấp vạn em Thảo Giản Di đấy, nhưng không làm được vì họ chưa có chữ tâm. Nhưng họ họ có tiền nhưng họ phải có tâm nữa cơ. Họ có tiền nhưng họ phải có tâm nữa thì họ mới làm được những điều đó. Okay. Chứ có tiền họ chỉ ăn gì ra, thì họ ăn thì mình không nói, như là có tiền phải có tâm nữa, chứ không phải là có ai cũng người ta cũng bỏ tiền ra để người ta giúp đỡ người nọ người kia đâu. Mọi người chứ anh em Nghệ An sao, ui anh em Nghệ San nói làm gì, anh em Nghệ An là chất bố luôn rồi, nói luôn nha, anh em Nghệ An, anh em Hải Phòng được, anh em Nghệ An thì liên tôn trọng tôn thờ luôn đấy, anh em Nghệ An sống bao bọc, sống đoàn kết, người anh em Nghệ An chất như nước cất luôn đấy, đấy mới gọi là